Nó nhà ngoan mẹ. Ừ, nó ngoan lắm. Ăn cơm chưa? Ừ, ăn rồi. Thôi con đi thay quần áo đó, mẹ chung nhé. Ừ, đi chợ nhé. Bye. 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 Bye.
đi làm đi. Cái chai này không ăn được đâu. 3 tiền cân đó quên. 20 nghìn. Cái này được khoảng mấy cân? Ta tự xin giảm cân đi. Cái cân thì em bốc để có nước. Cái này về ngâm tầm khoảng 1-2 tiếng. Ao nhiều lắm nhưng mà em lười bát. Mùa này đang béo ấy. 4 cân tròn. Mày nhớ một trăm ấy. Ừ. Cảm ơn chị nhé. Mày đi mua. Chưa em 20.000 con trai với. Thank you.
luôn anh à. Anh lên hộ em chở gối nhá. Làm sao nhà bố mẹ em ấy. Vâng, lên luôn nhá. Cái này cửa khó nhá. Có đâu. Được, ấy thắt. Cái nồi cơ mà. Đấy, đấy, đấy. Nào đi. Cái mồm đấy. Thế này chẳng đi à. Thank you.
Âu mà cứ lên máy à. Gần tí sương sườn hôm nay cũng ăn được đây. Đúng không lấy tạp cái giái của tôi nhá. Xe dê bánh.
chị nhé. Cảm ơn anh nhé. Thôi rồi về thôi.